Chiều ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong xe tải ở cầu Cần Giuộc. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nam tài xế khoảng 50 tuổi điều khiển xe tải di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh thì không may mất lái và bị lật rồi đâm vào hàng rào rớt xuống mương nước ở cầu Cần Giuộc, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Vụ việc khiến cho tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 1 phòng BC07 đã điều động 4 xe cùng 22 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, dùng dụng cụ cắt cabin xe và cứu tài xế ra ngoài chuyển bệnh viện cấp cứu.